Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ban ngành và các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2019. Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ cho thấy những hiệu quả trong kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh trong cơn bão dịch tả lợn châu Phi. Các bệnh lý về gan mật tụy gia tăng đang là một thách thức lớn đối với nền y học Việt Nam. Việc áp dụng kỹ thuật hiện đại phẫu thuật ít xâm lấn đang là giải pháp tiên tiến trong điều trị bệnh lý này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh thành phố. Phiên họp để đánh giá tình hình kinh tế xã hội sau nửa chặng đường của năm bứt phá 2019 và thảo luận các biện pháp trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung và Nguyễn Văn Phượng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các địa phương cũng như các bộ ban ngành về chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh những chỉ tiêu kế hoạch đặt ra hoàn thành, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc, yếu kém cần được thảo luận làm rõ và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới để không ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thủ tướng đề nghị thêm, chính quyền các địa phương, các bộ ban ngành cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Cán bộ công chức viên chức nhà nước phải thay đổi thái độ làm việc, không được sách nhiều nhũng nhiễu doanh nghiệp cũng như người dân khi thực hiện các dịch vụ công. Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%. Tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011 đến năm 2017. Trong bối cảnh 70% các nền kinh tế trên thế giới, trong đó hầu hết các nền kinh tế phát triển đều rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng nên chỉ tăng 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,07% của 6 tháng năm 2018. Đóng góp 0,17 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Điểm sáng của khu vực này là ngành thủy sản tăng trưởng khá ở mức 6,45% do nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao và là mức tăng trưởng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 9 năm trở lại đây. Xuất khẩu rau củ quả lần đầu tiên đạt mức hàng tỷ đô la Mỹ phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bù đắp thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2019 giảm 0,09% so với tháng trước và CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Lạm phát cơ bản tháng 6 năm 2019 tăng 0,16% so với tháng trước. Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lượng khách quốc tế đến nước ta đều tăng. Số liệu cập nhật ngày 2 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đạt 122,4 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 120,8 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 1,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký. Có 21.617 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018. Ban tổ chức các cấp cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chuẩn bị thật tốt công tác đại hội các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng tham dự hội nghị có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền. Cùng với chủ động trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, 6 tháng qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các ban đảng, hợp nhất hai đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, khối mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã và đang được đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này. Hiện toàn tỉnh đã thực hiện 3 đợt sắp xếp, sáp nhập, giảm được 243 thôn, tổ dân phố, giảm hơn 1.260 người hoạt động không chuyên trách,
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời. Tán thành với các nhiệm vụ mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Tinh Hà cũng yêu cầu ban tổ chức các cấp ủy, tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị thật tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Rà soát, bổ sung hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu công tác nhân sự thường xuyên, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố các loại tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh vừa phối hợp với huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị chuyên đề kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 34 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tham dự và chỉ đạo hội nghị. Kết quả sau hơn 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 cho thấy nhiều nội dung được công khai cho dân biết, nhiều vấn đề được dân bàn và quyết định trực tiếp. Nhân dân đã giám sát, phát hiện 170 vụ việc, kiến nghị giải quyết 11 vụ việc, hòa giải thành công 657 trên 748 vụ việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Quảng Điền trong thực hiện pháp lệnh 34, đồng thời khẳng định có nhiều việc làm cụ thể thiết thực cần được nhân rộng trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền khi xây dựng các mô hình phải lấy người dân làm chủ thể, phải để dân biết, dân bàn, dân cùng thực hiện và lắng nghe dân. Thay đổi phương thức lãnh chỉ đạo của cán bộ đảng viên hiện nay bằng cách hướng về cơ sở vì quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong dân để xây dựng nhà nước pháp quyền do dân, vì dân. Trong 6 tháng của năm 2019, giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Hương Thủy ước đạt 12.550 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 84% so với dự toán của năm. Đây là những con số khá ấn tượng được đánh giá tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Thủy khóa 6. 6 tháng năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất ước thực hiện 12.550 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Trong đó, hai lĩnh vực tăng mạnh là dịch vụ và công nghiệp, xây dựng, tăng từ 19 đến 20%. Thu ngân đạt trên 350 tỷ đồng, bằng 83,7% dự toán. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đã thực hiện và bàn giao đúng tiến độ mặt bằng dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đạt nhiều kết quả. Đến nay, đã có 4 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2019. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm trên 81%, dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tập trung bàn và thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Theo đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thì đến năm 2020, các đài truyền hình địa phương sẽ tự chủ về tài chính. Cụ thể, nhà nước có cơ chế hỗ trợ đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền. Đối với truyền hình trả tiền, số lượng kênh truyền hình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một đài phát thanh truyền hình. Mỗi đài chỉ có một kênh phát thanh, một kênh truyền hình, quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền. Đảm bảo chương trình sản xuất trong nước đạt tối thiểu 70% thời lượng phát sóng. Riêng đài Hà Nội và đài Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức, phạm vi thông tin nên mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền. Các trung tâm truyền hình khu vực của đài truyền hình Việt Nam chỉ thực hiện chức năng sản xuất chương trình cho đài truyền hình Việt Nam tại khu vực đó, không phát sóng riêng kênh chương trình khu vực. Đến năm 2020, các đài phát thanh truyền hình trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp theo phương án này. Nằm trong khuôn khổ hưởng ứng tháng khuyến mại năm 2019 của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 155 về việc tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Theo đó, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 3 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên, cũng như tạo ra mối liên kết thương mại giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút các đối tác, doanh nghiệp quan tâm hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực. Hội chợ triển lãm năm nay có quy mô 300 gian hàng, được phân chia thành 4 khu vực. Khu vực trưng bày, giới thiệu của các sở công thương, các trung tâm khuyến công, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống, sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu vực trưng bày giới thiệu của các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước, khu thương mại dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang bùng phát trên cả nước, gây thiệt hại rất nặng nề cho ngành chăn nuôi. Hiện nay, việc nghiên cứu các mô hình chăn nuôi an toàn để nhân rộng trong cả nước đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành nông nghiệp để kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Hiện nay, các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm đang triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy những hiệu quả trong kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh trong cơ bão dịch tả lợn châu Phi. Từ thành công bước đầu của mô hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng tập đoàn đưa vào đề tài nghiên cứu khoa học. Khi đã có luận cứ rõ ràng, mô hình này sẽ được nhân rộng ra phạm vi cả nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong khi cả 8 thôn trên địa bàn xã Phong Thu, huyện Phong Điền đều đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng trại lợn của hộ ông Lê Văn Hoàng với đàn lợn 70 con vẫn an toàn, dù các hộ lân cận bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Ông Hoàng cho hay nhờ áp dụng quy trình công nghệ vi sinh do tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ từ 2 năm nay,